Lời nói đầu tiên, tôi MC Cường Lê xin thay mặt cho trung tâm Giọng Ca Vàng xin gửi tới quý vị lời chào thân thương và trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, xã hội ngày càng phát triển thì cuộc sống chúng ta càng bộn bề những lo toan. Có đôi khi vì cơm áo gạo tiền mà chúng ta không có thời gian, không có điều kiện để mà mua vé đến những sân khấu, những nhà hát để mà xem những chương trình giải trí. Chính vì điều đó mà chúng tôi muốn mang đến cho quý vị những chương trình giải trí miễn phí để xả chết sau những giờ, những ngày làm việc căng thẳng và mệt nhọc. Nên chúng tôi quyết định thành lập trung tâm ca nhạc Giọng Ca Vàng. Và đây cũng là nơi mang đến cho quý vị những tiếng cười, những tác phẩm nghệ thuật, giúp quý vị giải trí miễn phí, hữu ích ở mọi lúc và mọi nơi. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình ghi hình cuốn CD số 1 của trung tâm chúng tôi với chủ đề Tuyệt phẩm song ca. Đến với số đầu tiên này thì chúng tôi có mời về đây rất nhiều những đôi song ca rất quen thuộc với quý vị khán thính giả trong nước cũng như ở hải ngoại. Nhưng tôi không hiểu tại sao giờ này tôi vẫn chưa thấy ca sĩ nào tới cả. Rồi cô Kỳ Duyên của tôi cũng chẳng thấy đâu. Vậy mà ông đạo diễn cứ đẩy tôi ra đây. Anh bắt đầu chương trình đi. Rồi còn dúi vào tay tôi một tờ giấy. Không biết là ghi chép cái gì trong đây. Thì sau đây tôi xin phép đọc to cho quý vị cùng nghe. Nhờ anh xin lỗi toàn thể quý khán thính giả giùm tôi. Vì trung tâm chúng ta mới thành lập nên chưa có kinh phí, chưa bán được vé và cũng chưa có nhà tài trợ, nên chưa có tiền chuyển cọc cho ca sĩ. Thành ra bây giờ ca sĩ vẫn không có ai tới. Anh nhắn với quý vị khán giả là chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố này. Và toàn bộ chương trình hôm nay quý vị sẽ được xem free hoàn toàn. Và anh chuyển qua phương án thứ hai giúp tôi. Tôi xin lỗi và đội ơn anh. Kính thưa quý vị, đây là sự cố ngoài mong muốn của trung tâm chúng tôi. Một lần nữa, tôi xin thay mặt cho trung tâm Giọng Ca Vàng thành thật xin lỗi quý vị. Và không để cho quý vị đợi lâu, thì sau đây chúng tôi xin chuyển qua phương án thứ hai. Đó là chúng tôi có chuẩn bị được một ca sĩ của trung tâm chúng tôi đào tạo ra sẽ lên đây thay thế và hát cho quý vị nghe. Và nếu như xem xong quý vị cảm thấy không vui thì tôi mong quý vị vẫn vui nhé. Và nhạc phẩm đầu tiên để mở màn cho chương trình hôm nay, xin giới thiệu với quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Thi Linh. Nhạc phẩm được mang tên Bạc Trắng Lửa Hồng, qua phần thể hiện của một đôi song ca rất đặc biệt của trung tâm chúng tôi. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay chào đón giọng ca Lê Cường. Chiêm bao tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao, cớ sao mình chẳng được gần nhau. Của
cuộc sống kim tiền chia cách đôi ta. Bạc trắng lưa hồng néo đời thêm xa. Đường anh sương gió bao la, đường em thêu gấm thêu hoa, đơn đau này muôn kiếp không nhòa. Hẹn ước nhau chi cho một người ôm mối hận, nhìn theo một chiếc xe hoa. Gian truân nếu có qua cầu thì hợp tan duyên số mà thôi. Một bước xa rời muôn kiếp ly ta, một cánh thiêm hồng tiến người sang ngang. Khóc cho đời bạc trắng lưa hồng. Cho một người ôm mối hận, nhìn theo một chiếc xe hoa. Trăm năm biết có duyên gì, gian truân nếu có qua cầu thì hợp tan duyên số mà thôi. Một bước xa rời muôn kiếp ly ta, cánh thiêm hồng tiến người sang ngang. Mười hai bên nữ thanh thang, từ đây đôi nẻo khoan sang. Khóc cho đời bạc trắng lưa hồng. Khóc cho đời bạc trắng lưa hồng. Mười hai bên nữ thanh thang, từ đây đôi nẻo khoan sang. Khóc cho đời bạc trắng lưa hồng. Bởi vì cô Kỳ Duyên là bồ của tôi. Thưa anh, sự giống nhau giữa bồ và vợ là đều thích chơi chim. Còn sự khác nhau thì đối với bồ. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào. Vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai.